Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện dặn dò cứu độ nhân thiên, phẩm thứ 13. 1. Đức Phật giao phó. Lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng cho đảnh ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát Ma vào rằng: Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho các đức Phật trong mười phương khen nặng khen ngợi tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông, trong trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết đặng. Này Địa Tạng, Địa Tạng, hôm nay ta ở trong cung trời Đao Lợi, nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn đức bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả các đức Phật, các hàng đại Bồ Tát và tám bộ chúng trời dòng đây. Một lần nữa, dành những hàng chúng sanh, những kẻ ở trong nhà nửa chưa ra khỏi ba cõi mà giao phó cho ông, ông chớ để các chúng sanh đó phải bị đọa nạp vào địa và ác đạo, dầu là chừng một ngày một đêm, huống chi lại để cho chúng nó phải bị đoạn nạp vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ mãi đến trăm nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi ư. Lời Địa Tạng, Địa Tạng, tâm tánh của chúng sanh cõi riêng phù đề không định, phần đông đều quen theo thói ác, thoảng học có người phát tâm lành nhưng rồi không bao lâu liền thối thất, còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì nơi đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa độ thuận theo căn tánh của chúng nó, hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Trong đời sau như có hàng trời người, thiện nam thiện nữ nào ở trong Phật pháp mà gieo trồng chút ít cội phước lành, chừng bằng sợi lông, mày trần, hột cát, giọt nước, thời ông nên dùng đạo lực của ông mà ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng, chớ để họ thối thất. Lại về nữa, lời Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có hàng trời người nào phải theo nghiệp mà tọa báo bị đọa vào chốn ác đạo, đến khi bị đọa vào ác đạo vừa bước đến cửa ngục, những chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát hoặc một câu một bài kệ kinh điển đại thừa, thời ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước mà cứu vớt các chúng sanh đó. Ông liền hiện thân cho ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời, hưởng những sự vui thù thắng vi diệu. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: đời nay đời sau chúng thiên nhân, này ta ân cần dặn bảo ông dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng cho ác đạo đọa vào trong. 2. Bồ Tát tuân chỉ. Bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, quý xin Đức Thế Tôn chớ lo, trong đời sau như có người thiện nam thiện nữ nào đối với trong Phật pháp có một niềm cung kính, còn cũng dùng trăm nghìn phương tiện độ thoát người đó, làm cho mau đặng giải thoát trong đường sanh tử, muốn nữa là nghe các việc lành rồi luôn luôn tu hành, tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không bao giờ còn thối chuyển. Bà hư không tạng bạch hỏi: lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch lời nói trên đó vừa xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời Đao Lợi ngày này, nghe Đức Như Lai ngợi khen tuyên bày sức oai thần lớn chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam thiện nữ cho đến tám bộ chúng trời dòng vân vân được nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này, cho đến chiêm lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thờ những kẻ ấy được bao nhiêu điều phúc lợi, quý mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói lược việc ấy cho. 4. 28 điều lợi. Đức Phật bảo ngài Hư Không Tạng Bồ Tát rằng: lắng nghe cho kỹ, này ta sẽ vì ông mà dạy rõ việc ấy cho. Trong đời sau, người thiện nam thiện nữ nào thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này, cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ y phục, đồ ăn uống, vật báu, vân vân mà bố thí cúng dường chiêm ngưỡng đảnh lễ ngợi khen hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thờ những kẻ ấy được 28 điều lợi ích như sau đây. 1. Các hàng trời rồng thường hộ liệm. 2. Quả lành càng ngày càng thêm lớn. 3. Trừ nhóm nhân vô thượng của thánh. 4. Mãi không còn thối thất đạo bồ đề. 5. Đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ. 6. Những bệnh tật không đến nơi thân. 7. Khỏi những tai nạn về lừa và lướt. 8. Không có bị hại vì trộm cướp. 9. Người khác thấy đến xanh nòng cung kính. 10. Các hàng quỷ thần theo hộ trì. 11. Đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai. 12. Đời sau sẽ làm con gái các hàng vương giả đại thần. 13. Thân tướng xinh đẹp. 14. Phần nhiều được sanh về cõi trời. 15. Hoặc làm bậc vua chúa. 16. Có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước. 17. Có mong cầu chi cũng đều được đoại ý. 18. Quyến thuộc an vui. 19. Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch. 20. Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn.
21 đi đến đâu cũng đều không sự, không bị sự trở ngại. 22 đêm nằm trên bao an ổn vui vẻ. 23 những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ. 24 nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng. 25 các bậc thánh ngợi khen. 26 căn tánh nên lợi thông minh. 27 gieo lòng từ mẫn. 28 rốt ráo thành Phật. 5 bảy điều lợi. Lại vậy nữa, lầy hư không tạm Bồ Tát. Tất cả các hàng trời rồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai, nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cho đến nghe các sự về bổn nguyện tu hành của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, mà ngợi khen chiêm lễ, thời sẽ đặng bảy điều lợi ích. 1. Mau chứng bậc thánh. 2. Nghiệp ác tiêu diệt. 3. Chư Phật đến ủng hộ. 4. Không phối thất Bồ Đề. 5. Bồn lực được tăng trưởng. 6. Việc đời trước đều rõ biết. 7. Sốt giáo thành Phật. 6. Đại hội tán thán. Bấy giờ, bất khả thuyết, tất cả các đức Phật và Đại Bồ Tát cùng tám bộ chúng trời dòng ở mười phương đến dự pháp hội đó, nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngoại khen tuyên bày sức oai thần lớn, chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát để nghe là việc chưa từng có. Lúc đó, trời đo lợi dưới vô lượng hương hoa thiên y chuỗi ngọc, để cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Ngài Địa Tạng Bồ Tát xong rồi. Tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ, chắp tay mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát buồn nguyện, quyển hạ hết. Bồn thể Địa Tạng, so nhân trong kinh, tàn tật cơ ngọng do tiến sanh, đời này tụng đại thừa, phước lợi vô cùng, quyết trên báo vãng sanh. Nam mô thường trụ thập phương tăng, Nam mô thường trụ thập phương tăng, Nam mô thường trụ thập phương tăng. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Đạo Lợi Thế Tôn nói pháp màu, Địa Tạng công hạnh rất rộng sâu, thánh giáo mã truyền sau trắng ngớt, pháp lợi trời người khỏi khổ sầu. Trời A Tu La dạ xoa thầy, đến nghe pháp đó lên trí tâm, ủng hộ Phật pháp khiến thường còn, mỗi vị siêng tu lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chốn này, hoặc trên đất liền hoặc hư không, thường đối người đời sanh từ tâm, ngày đêm tự mình nương pháp ở. Nguyện các thế giới thường an ổn, phước trí vô biên lợi quần sanh, bao nhiêu tội nghiệp thầy đều trừ, xa lìa các khổ về biên tịch. Thường dùng giới hương xoa vóc sáng, thường gìn định phục để giúp thân, hoa màu bồ đề khắp trang nghiêm, tùy theo chỗ ở thường an lạc. Là mồ tồi tà hộ chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Là mồ tồi tà hộ chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Là mồ tồi tà hộ chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bồn Sâm Mô Đi So Ha.